Bầu Tổng thống Hy Lạp vòng 2 vẫn thất bại, dù vẫn với một ứng viên tên từ Athens, Hy Lạp. Nghị viện Hy Lạp đã tổ chức vào ngày hôm nay vòng 2 cho cuộc bầu bỏ phiếu Tổng thống. Tương tự như vòng đầu thì cuộc bỏ phiếu lần này tiếp tục thất bại. Ứng viên duy nhất do chính phủ đề cử không đạt được số phiếu quy định là 200 phiếu trên tổng số 300 dân biểu. Theo nhận định chung của giới quan sát, có nguy cơ rất lớn là Hy Lạp bước vào bất ổn định chính trị. Trong cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra, chỉ có một ứng viên duy nhất vào chức vụ này là ông Stavros Dimas, người được chính quyền đưa ra. Trong cuộc bỏ phiếu vòng đầu, hôm thứ Tư tuần trước, theo ông Dimas, đã không hội đủ số phiếu quy định là 200 phiếu để có thể ngồi vào chiếc ghế tổng thống mà chỉ được 160 phiếu. Ngày hôm nay thì số phiếu bầu cho ông có tăng lên một chút, nhưng cũng chỉ là 168 phiếu, không đạt được mức quy định. Kết quả bỏ phiếu đã không như chính phủ mong muốn, mặc dù Thủ tướng Antonis Samaras, mà nhiệm kỳ sẽ kết thúc vào năm 2016, đã vận động ráo riết, đề nghị với các dân biểu độc lập thân châu Âu là sẽ đưa họ vào chính quyền nếu ủng hộ ứng viên Dimas. Một vòng bỏ phiếu thứ ba sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 12 tới đây, với số phiếu quy định được hạ thấp xuống còn 180 phiếu. Nếu không đạt số phiếu trên, thì Hy Lạp sẽ phải tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn trong khoảng thời gian từ sau cuộc bỏ phiếu đó cho đến tháng 2 năm 2015. Theo giới quan sát, thì kết quả ngày hôm nay cho thấy là Thủ tướng Antonis Samaras khó tập hợp được đủ số 180 phiếu cần thiết cho ứng viên của ông nhân vòng 3. Như vậy thì Hy Lạp sẽ phải đi vào bầu cử quốc hội trước thời hạn, trong lúc mà đảng cánh tả Syriza đối lập với chính quyền hiện nay lại rất được lòng dân, và qua các cuộc thăm dò dư luận cho thấy là họ có nhiều triển vọng thắng cử.